Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một thủ thuật nữa là một add-on bổ sung của Facebook dành cho các bạn mà đang học tiếng Anh và muốn giúp cho mình có thể dịch một từ tiếng Anh, từ mới nhanh chóng trên Firefox mà không cần phải tra copy từ rồi tra ra ngoài. Mời các bạn theo dõi. Đầu tiên thì các bạn khởi động Firefox lên. Sau đó các bạn vào phần menu của nó, chọn tiện ích. Sau đó các bạn tìm kiếm từ khóa là một từ điển viết liền không dấu. Đây là từ điển dành cho người Việt và người nước ngoài, có thể nó hỗ trợ những 5 ngôn ngữ. Và các bạn bấm cài đặt. Sau đó cài đặt xong thì các bạn có thể bấm vào nút khởi động. Sau khi Firefox khởi động thì các bạn có thể nhìn thấy được add-on này đã được cài đặt và các bạn có thể click vào tùy chọn. Ở trong này thì tùy chọn để làm sao để kích hoạt khi mà các bạn có nhiều lựa chọn, khi mà các bạn hoạt động thao tác như thế nào thì nó sẽ hiển thị lên nút dịch, nên thông tin dịch cái từ đấy. Và có các loại từ điển như là Anh Việt, Việt Anh, từ điển tiếng Việt, từ điển tiếng Anh, từ điển Anh Pháp, Việt Anh, có tiếng Trung Quốc. Ngoài ra thì các bạn có thể tùy chọn những cái chức năng như là bằng double click, tức là click đôi vào từ đấy thì nó sẽ dịch. Hai là có thể bạn bấm Shift và kèm theo hơi chuột qua cái từ đấy, hoặc là giữ Shift và bấm chuột phải. Tức là đây có các cái lựa chọn này. Các bạn thông thường các bạn để mặc định thì mình chỉ việc click đôi vào từ tiếng Anh nó sẽ tự động dịch ra, hoặc là bấm Ctrl rồi bấm hơi chuột vào từ, hoặc bấm Shift hơi chuột vào từ. Như vậy thì các bạn sẽ rất là tiện lợi khi mà có thể tra từ được nhanh chóng ngay trên trình duyệt. Và mình có thể demo luôn. Như các bạn vào trang sinet.com này. Các bạn có thể ví dụ tra bất cứ một từ thì các bạn có thể click đôi vào và đợi một lúc thì nó sẽ ra được nội dung của nó. Hoặc là các bạn cũng có thể là mình bấm Ctrl, mình hơi chuột ra nó cũng có thể ra được. Đấy, đây chính là một plugin rất là có ích. Chúc các bạn có những thủ thuật hay hơn nữa tại đào tạo.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.